11. Lên nào, Tô Trừng Trừng, hãy trút hết cơn giận mấy ngày hôm nay của cô ra đi. Cô đang làm nũng đấy à? Hết sức đi. Lại nào. Một. Hai. Lại nào. Lại nào. Tôi. Lại nào. Một. Hai. Đánh nó. Lại nào. Đá chân. Hay. Sướng chưa? Sướng rồi à? Em cảm giác em lại làm được rồi. Được thì có muốn ở lại không? Ở lại đi theo Tiêu Vũ Hà hoặc là đến nhóm của tôi. Đi theo đàn chị à? Không muốn à? Không sao. Dù sao thì dự án Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia sẽ có dư tín chỉ, giúp ích rất nhiều cho việc tuyển thẳng nghiên cứu sinh, thạc sĩ hay ra nước ngoài. Hơn nữa, còn được đổi điểm tín chỉ. Chắc vẫn có các bạn khác muốn tham gia. Không gượng ép. Em muốn tham gia. Cảm ơn đàn chị nhé. Không cần cảm ơn tôi. Hay gặp ở phòng thí nghiệm. Bao giờ mình mới ngầu được như chị Tây Khê nhỉ? Xong rồi. Đừng quên chuyện đã đồng ý với tôi đấy. Ok. Trừng Trừng, cậu làm gì thế? Dọn đồ, chuẩn bị về phòng thí nghiệm. Tưởng cậu vẫn chưa đổi được mà. Cậu ấy không đổi. Vẫn là phòng thí nghiệm cũ. Vậy Tiêu Vũ Hà thì sao? Chẳng phải cậu với anh ấy xích mích với nhau, gượng gạo lắm mà. Cho dù mình quay về thì mình cũng không cùng một nhóm với anh ấy nữa. Mình vào nhóm của chị Tây Khê. Bây giờ mình cũng nghĩ thông rồi. Sống nhỏ gió nhỏ như Tiêu Vũ Hà vốn không hề nằm trong phạm vi cân nhắc của mình. Bây giờ mình nhìn thấy anh ấy chỉ nghĩ tới bốn chữ: ngoảnh mặt làm ngơ. Thế thì tốt biết mấy. Mình nghe nói chị Tây Khê chủ yếu là nghiên cứu về phân tích điện não và nhận diện hành vi của chuột. Cậu đi theo người ta, chịu khó học hỏi, chắc chắn sẽ có tiến bộ không ít. Mình có tra cứu rồi, lĩnh vực này nhiều tiếng Anh lắm. Cậu đang chuẩn bị thi IELTS còn gì? Chắc chắn chúng từ phong phú lắm nhỉ. Sau này có từ nào không biết thì mình sẽ hỏi cậu. Tóm lại sau này mình không cần phải thu thập rồi chạy dữ liệu với Tiêu Vũ Hà nữa rồi. Các bé chuột, chị đến đây. Lại ngồi rồi. Đây chẳng phải là quần áo ngày trước Trừng Trừng mua cho cậu sao? Vừa mới mua sao cậu lại giặt khô? Bởi vì có người tôi không thích từng mặc thử. Tiêu này là đàn anh. Anh phải bổ não cho cậu một tí. Cậu xem, tính cậu đấy, bình thường điểm nào cũng tốt, chỉ là trầm quá. Theo tôi, cậu chính là điển hình của người thiếu cảm giác an toàn. Ngày trước tôi từng đọc một bài luận văn nói về vấn đề khá giống cậu. Nói rằng có một kiểu người rõ ràng khát khao được quan tâm chăm sóc, nhưng khi người khác đáp lại cậu thì cậu lại từ chối người ta. Khi người ta từ chối cậu thì cậu lại không muốn bị ruồng bỏ. Cậu xem, cậu như thế không phải tự mâu thuẫn quá à? Ví dụ như chuyện lúc trước giữa cậu với Tô Trừng Trừng ấy, rõ ràng chuyện dọn dữ liệu là cậu đang giúp cô ấy. Kết quả thì sao?
cậu vẫn không nói với cô ấy biết. Đổi phòng thí nghiệm cậu bảo tốn nhiều công sức như thế mà cậu vẫn không nói với cô ấy, để mọi chuyện ầm ĩ hết cả lên. Cậu tự ngẫm lại xem, cậu không thể lúc nào cũng kiểu tôi giúp cậu nhưng tôi không nói cho cậu biết đấy, tôi đùa đấy. Thế được, cậu làm thế thì người ta hiểu cậu thế nào được, đúng không? Ngồi đã rồi chứ? Bắt ra. Đàn chị, em bắt ra xong thì làm gì ạ? Gây mê trước rồi định dị lập thể, cạo lông khử trùng dùng độc của chúng, rạch một miệng nhỏ rồi đục lỗ bằng máy khoan nha khoa. Sợ à? Không sao. Ngày trước tôi có một nghiên cứu sinh cũng không dám, sau đó bị giáo sư đổ, gửi đến học viện y, giết chuột 2-3 năm xong. Thế nào ạ? Hay là cũng gửi cô đến đó tìm hiểu một chút về trị liệu hành vi? Không cần, không cần đâu ạ. Em làm được. Bạn này, trà sữa bạn muốn thêm topping gì? Trân châu, khoai môn, thêm tất cả các loại. Bạn này, bạn chắc chứ? Thêm tất cả các loại topping sao? Chắc. Được. Bạn này, thêm hơi dừa topping. Cốc của chúng tôi không thể dừa nên đổi cho bạn cốc XL. Bạn cầm cẩn thận nhé. Cảm ơn. Trân Trân, Cố Thần, sao cậu lại đến? Lần trước làm thí nghiệm phát hiện cũng thú vị lắm, nên xin trường chuyển cho tới đây. Chị Tây Khê không có ở đây à? Chị ấy có việc vừa mới ra ngoài. Cậu xin là được chuyển thẳng sang đây à? GPA của cậu là 4,9. Quả nhiên, cơ hội đều dành cho những người có GPA cao.
Trừng trừng, cậu chuẩn bị cái điện cực cho chuột à? Ồ. Cậu phải cạo sạch lông trước, sau đó dùng định vị lập thể stereostatic để cố định. Thế này đi, tôi làm mẫu cho cậu xem trước một lần. Cậu làm đi, làm đi. Cố thần, cậu đúng là cứu tinh của tôi. Chỗ này cạo lông xong, rạch một đường theo khớp dọc này, rồi lột bỏ gân dưới cơ trên hộp sọ. Tôi thấy ở đây vẫn chưa có oxy già, cậu đi lấy một chai lại đây. Được. Chào anh Tiêu. Cậu làm gì ở đây? Em xin được chuyển đến phòng thí nghiệm của chúng ta rồi. Em đã nói với thầy đổi chuyên gia rồi. Thầy nói từ nay để anh hướng dẫn em. Sau này cần gì thì anh cứ nói với em nhé. Cố thần, thực ra nhóm của chị Tây Khê học được nhiều thứ hơn. Hay là cậu nói với thầy một tiếng chuyển sang nhóm bọn tôi đi. Cố thần, phiền cậu đi thay tấm lót chuồng chuột đã. Dân, đợi đã. Cố thần, người ta vẫn chưa quyết định đến nhóm bọn anh. Sao lại sai khiến cậu ấy như vậy? Với lại, chuột là việc của nhóm bọn em, không danh quản lý nhỉ? Mấy việc như thay tấm lớp chuột chuồng không cần cậu ấy làm. Chính cậu ấy đã nói rồi, do tôi hướng dẫn. Vì vậy, tôi bảo cậu ấy làm gì thì phải làm nấy. Nhờ cậu đi thay tấm lớp chuồng nhé. Dân. Không sao Trừng Trừng, tôi đi thay là được. Kỳ cục. Tôi cần thu thập một vài dữ liệu điện não lớp khứu giác của chuột khi ngủ. Phối hợp với tôi. Xin lỗi nhé, em không giỏi lắm. Anh là học giỏi thế cơ mà. Anh tự đi đi. Được, cô không giỏi thì có người giỏi. Lát nữa tôi sẽ nói với Trương Tây Khê. Cô không phối hợp với tôi, bảo giải đích thân phối hợp với tôi. Em đi. Không đưa được rồi. Anh Tiêu, em thay xong rồi. Chỗ thầy Dương có một bản dữ liệu, cậu lấy đi. Vừa nãy trên đường vừa khéo gặp được anh Đông Mậu, anh cũng nói với em việc này, nên trên đường em đi thay tấm lót, tiện thể lấy về rồi. Phòng thí nghiệm của chúng ta mới mở một hướng thí nghiệm mới, có liên quan tới tổn thương tủy sống, dẫn đến tổn thương dây thần kinh. Cậu thu thập tài liệu, viết một bài đánh giá tài liệu. Lúc em vừa mới được chuyển đến phòng thí nghiệm, từng trao đổi với thầy Đỗ về vấn đề này. Thầy cũng nói với em việc này rồi. Vậy nên em đã chuẩn bị từ trước. Anh Tiêu, anh xem. Nếu vẫn chưa đủ thì em sẽ tìm tiếp. Cố thần, làm xong rồi à? Trà sữa của ai thế? Ai biết được của ai? Tiểu Tiêu này, chẳng phải vừa nãy cậu tự cầm đến sao? Không biết là ai lúc trước nói người trưởng thành khỏe mạnh không được hấp thụ vào cơ thể hơn 200mg caffeine mỗi ngày. Nhưng hàm lượng caffeine của trà sữa là 300mg. Để tôi có thể ngủ ngon nhất, anh ấy không bao giờ uống trà sữa. Còn là quán em hay uống à? Thì là tôi hôm nay phải thí nghiệm tới rất muộn. Thuận đường nên mua một cốc. Cốc to thế cơ à?
thức cả đêm luôn. Sao anh vẫn chưa uống? Sáng tôi ăn no quá, tôi không uống nổi. Để xem lát nữa anh có uống không. Cô quan tâm khi nào tôi uống làm gì? Ai thèm quan tâm anh chứ. Khi nào tôi muốn uống thì uống. Anh thích uống thì uống. Tôi muốn bây giờ thì tôi uống luôn. Anh uống đi. Uống thì uống. Ngon thật đấy. Phiền phức. Cố Thần, cô ăn cơm chưa? Chưa. Hai đứa mình đi ăn đi. Ừ. Đạo diễn đó của bọn mình, đừng nhắc nữa. Quản bọn mình chặt lắm. Sao thế? Cứ cảm giác có người đi theo tôi. Làm gì có đâu. Chắc nhìn nhầm rồi. Tôi nói này Tiêu, rốt cuộc chúng ta ăn quán nào thế? Sắp lượn hết một vòng rồi. Tôi muốn ăn cay. Muốn tìm một quán vị đậm. Cay á? Vừa mới đi qua một quán xiên. Không phải quán đó ngon lắm mà. Phải. Alo, alo. Chắc nhầm rồi. Đi thôi. Không có gì. Tôi tưởng có người gọi điện tới. Cậu sao thế? Không sao, không sao. Sắp lạc đường tới nơi rồi. Mau tìm một quán đi. Đi, chúng ta ăn quán kia. Đi, cậu ăn gì? Nghe nói salad quinoa với quả sung ở quán của họ đang rất hot. Gọi một đĩa ăn thử xem. Được. Quá đơn của anh đây. Anh vui lòng đợi một chút. Xin chào, cho tôi một đĩa salad quinoa với quả sung. Sau đó thêm một. Đợi tôi một lát. Cho anh Tiêu. Anh gọi đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Sao lại chen ngang thế? Cho tôi một salad truyền thống. Sao anh trẻ con thế? Anh đợi chút. Cảm ơn. Anh Tiêu, anh ngồi đây đi. Không cần, không cần. Không sao, không sao. Anh ngồi đi. Anh Gia Pháp, ngồi đi. Không sao, không sao. Cảm ơn. Ngồi đi. Cảm ơn nhé. Anh cứ phải chen vào ngồi chung bàn với tụi em mới được à? Đây là khu vực công cộng. Mấy giờ rồi, sao còn chưa ra đồ nhỉ? Xin chào, salad của các anh đây. Cảm ơn. Tiêu này, cậu bảo muốn ăn cay, phải gì đậm cơ mà. Gọi cho tôi nguyên đĩa rau xanh. Này còn chẳng có miếng thịt. Dạo này anh bị máu mỡ cao, huyết áp cao, axit uric cao, còn đòi ăn thịt nữa. Tôi đông dư quá nhỉ. Mai Tử, hôm nay cậu đến, cậu ngồi đi. Tôi mua về thôi, cậu đến gặp cô Vấn học tập nữa. Vậy tôi không khách sáo nhé. Cậu ngồi đi, tạm biệt. Trần Trần, em hay đến quán này lắm phải không? Anh và Tiểu Tiêu chọn tới chọn. Tiêu Vũ Hà, vốn là các anh định đến căng tin đúng không? Muốn ăn thịt, ăn đồ cay cơ mà. Đây là khu vực công cộng, anh kéo theo. Đúng rồi Trừng Trừng, cậu đang làm thí nghiệm với chuột nhắt đúng không? Chị Tây Khê đăng một bài luận về phục hồi tổn xương tủy sống ở chuột nhắt. Tôi thấy rất có ích, cậu xem đi. Bài nào? Tôi mới cho vào một yêu thích hôm nay. Bài này này. Cố Thần, phòng thí nghiệm có một số thiết bị cần thanh toán. Cậu cầm hóa đơn đi đối chiếu lại với Đông Mậu đi. Vâng. Trừng Trừng, tôi đi trước nhé. Tôi sẽ gửi bài luận qua WeChat cho cậu. Ừ. Tên này suốt ngày gây khó dễ cho mình. Không biết lại đang nghĩ gì nữa.
Tôi trừng trừng, dữ liệu cô đưa tôi bị lẫn quá nhiều tiếng ồn. Tỷ lệ tín hiệu trên giữ thấp hơn 85 dB. Chắc chắn là điện cực chưa được cấy vào đúng vị trí. Làm lại đi. Dữ liệu này không thể có vấn đề được. Em đã kiểm tra lại rất nhiều lần rồi. Em kiểm tra chắc đã đúng. Mặc kệ anh đấy. Đổi sang nhóm khác rồi mà vẫn hành hạ mình. Lúc thì bảo mình làm thí nghiệm điện não đồ đinh chuột nhất, lúc thì lại bảo dữ liệu của thí nghiệm điện não đồ không đúng. Làm lại. Tôi không được, không được. Anh giỏi thì anh làm đi. Trừng Trừng à, Tiểu Tiêu bảo em làm thí nghiệm với chuột nhắt à? Thực ra Tiểu Tiêu, thực ra anh cũng không nên nói với em điều này đâu. Nhưng em cũng vừa mới đến. Tiểu Tiêu sợ chuột đấy. Không phải chứ, cậu ấy là người ưa sĩ diện, nên bình thường bọn anh sẽ không nói. Anh ấy làm việc ở phòng thí nghiệm, sao lại sợ chuột nhắt được nhỉ? Chuyện gì cũng có thể. Không phải, con người mà ít nhiều cũng có khuyết điểm. Đừng bảo với cậu ấy lạnh nói nhé. Sợ chuột nhắt. Cạn lời. Đàn anh ơi, vừa nãy em suy nghĩ lại, đúng là em đã có thái độ không tốt, nên em đến đây xin lỗi anh. Anh xem, anh có thể làm mẫu lại cho em xem lần nữa không? Em hứa lần sau sẽ không mắc sai lầm tương tự nữa. Cô chịu nhận sai. Không cần đâu, cô làm là được. Lát nữa tôi xem chất lượng dữ liệu là được. Đừng mà anh làm mẫu cho em xem đi, để em còn học hỏi theo. Không cần. Anh à, em là em, rất sợ mình làm sai các bước thí nghiệm. Anh làm mẫu cho em một lần đi. Sao anh phải né đi? Sao mặt anh trắng bệch thế? Đừng nói là anh sợ chuột nhắt nhé. Sợ cái gì mà sợ? Chỉ là một lần thôi đấy. Cầm lấy đi. Để em mở cho anh. Không cần. Trời ạ, à, anh Tiêu Vũ Hà thả chuột nhắt chạy mất rồi. Cô gạo lên như thế làm gì? Nghe nói Tiểu Tiêu thả chuột chạy mất à? Chuẩn luôn, em trông thấy mà. Không phải chứ, chắc thầy Đỗ sẽ tức chết mất. Đúng đó,
lại chẳng tức chết à? Ở đâu ra cả đống nách khoai tây gì rau mùi với đồ uống thế này? Chị Khê mua à? Chắc không phải đâu. Hôm nay tôi thấy lúc cố thần đi lên bê nguyên cả một thùng mà. Trưng Trưng, có người tìm em. Sao không nghe điện thoại? Điện thoại cậu đâu? Mình có một tin vô cùng giật gân muốn nói với cậu. Ra đây, mau lên. Bạn gì ơi, ở đây không có ai là người ngoài cả. Nếu tiện thì chia sẻ cho mọi người cùng hóng với. Như này thì hơi... Làm vậy có được không nhỉ? Ngồi đi, ngồi đi. Vậy mình ngồi nhé. Chuyện này là phải bắt đầu từ cậu. Cậu còn nhớ ông thầy giáo tên Khương Tùng Thụy lần trước bảo cậu chuyển phòng thí nghiệm không? Bây giờ mình mới biết ông ấy là một siêu cực phẩm bất khả chiến bại, chỉ thích chèn ép sinh viên. Cậu có biết thời gian điểm danh phòng thí nghiệm của họ là như nào không? Các anh có biết không? 007. Đúng, là 007 đấy. Hơn nữa ông ta còn siết chặt tiền trợ cấp của sinh viên thôi rồi luôn. Cậu biết tiến sĩ bên họ mỗi tháng được nhận bao nhiêu tiền không? Các anh biết không? 200 tệ. Đúng, 200 tệ luôn. Thế nên hiện tại rất nhiều tiến sĩ không chịu nổi nữa. Học tiến sĩ năm thứ 6 rồi, áp lực quá lớn, tóc cứ rụng cả nắm ấy. Xin lỗi anh nhé, em không có ý nói anh đâu. Không sao. Thế nên họ mới đang hùa nhau đăng bài lên mạng đó. Không phải đâu, mình gặp thầy Khương đó rồi, thấy thầy ấy cũng hoài nhã lắm mà, đâu có giống loại người đó. Cậu tự xem đi. Không phải chứ, không phải cái gì mà không phải. Cũng mà lần trước cậu không chuyển sang đó, chứ không thì đứa sinh viên bậc đại học như cậu chẳng lẽ là dê vào miệng cọp, xương cốt chẳng còn nữa sao? Đúng đó, lão Khương Tùng Thụy đó giống là vậy mà. Hôm đấy nghe em nói em định đến phòng thí nghiệm của ông ấy, anh còn chưa kịp phản ứng gì. Nếu mà anh phản ứng kịp thời chắc chắn là anh không cho em đi đâu, đúng không? Sau đó Tiểu Tiêu là người đầu tiên biết chuyện này thì đã vội ngăn lại luôn. Rồi thế nào mà hai đứa em lại quay ra cãi nhau? Em xem chuyện này. Khoan đã, ý các anh là Tiêu Vũ Hà đang giúp em? Đúng thế. Nếu em không tin, em cứ đi hỏi Tiểu Tiêu và Triệu Dịch Nhiên đi. Họ đều hợp tác với Khương Tùng Thụy rồi, lại chả hiểu quá rõ chứ. Đúng không Dịch Nhiên? Cầm lấy. Bạn gì ơi, ăn cái này đi. Em không ăn đâu, em về đây các anh. Ừ, lần sau không được chuyện gì em chia sẻ nhé. Được, thường xuyên ghé chơi nhé. Này chị kia, Triệu Dịch Nhiên. Chắc vừa rồi chị nghe thấy hết rồi chứ? Em luôn coi chị là đàn chị tốt, sao chị lại làm như vậy? Cô có ý gì? Tại tôi thấy cô không có chỗ nào đi, có lòng muốn giúp cô thôi. Với cả, làm sao mà tôi biết được là thầy Khương lại có vấn đề? Chị không biết à? Tôi... Lần này xem như bỏ qua, tốt nhất lần sau đừng để tôi biết. Nếu không tôi sẽ... Nếu không... Thì sao nào? Hình như dạo này chị Tây Khê mới tham gia cuộc thi đấm bốc gì đó. Chắc đang thiếu người luyện tay nghề lắm đấy. Chị có thể đến đó. Bản ý kiến của người đánh giá phê bình rồi đây. Có bao nhiêu ý kiến trong số ý kiến này đã được tôi nhắc nhở trước đó?
đã sửa hết chưa? Ai? Tiếng gì thế? Hình như là tiếng chuột nhắt đang ăn snack khoai tây. Ai mà rảnh quá quá rồ thế? Hết việc để làm rồi sao? Lại đi đút cho chuột nhắt ăn snack khoai tây. Em không đút cho nó à? Vậy ý em là chuột nhắt trốn thí nghiệm, tự mở lòng ra, đi siêu thị quét mã QR, mua gói snack khoai tây về. Tất nhiên là không phải thế rồi thầy Đỗ. Mà là gì? Bắt nó cho tôi. Đây rồi, đây rồi. Biến. Bên này, đằng kia, chạy bên kia rồi, chạy này, chạy này. Lost in the water, so deep. Vào khu thí nghiệm rồi. Đây rồi, đây rồi. Tôi bắt được rồi. Siêu ghê. Em tự bắt được đấy. Chuột nhắt. Em giỏi không? Anh Tiêu, không cho em chuyển sang phòng thí nghiệm của thầy Khương, lạnh giúp em đấy à? Cô đừng nghĩ nhiều quá, tôi có lý do cả đấy. Vì cô từng tham gia dự án khá quan trọng của phòng thí nghiệm bên mình rồi, tôi sợ anh sẽ tiết lộ nội dung của đề tài nghiên cứu, vì thế mới không cho em chuyển sang phòng thí nghiệm khác. Đúng. Lý do vụng về quá đấy. Uống cà phê mà không bấm nút. Không uống nữa. Chị ăn cơm à? Không thì sao? Không. Không, không thì em đi lấy thêm ít cơm nữa. Chị Tây Khê, đây là nước ép, em ép sẵn cho chị. Ngon cực kỳ, vị xoài đấy, chị uống thử đi. Có việc gì không?
Em đến là để nói với chị cảm ơn chị đã cho em ở lại. Nếu không có chị chắc chắn là em phải ra đi rồi. Nếu em mà ra đi chắc chắn lúc này em sẽ hối hận lắm. Em muốn hỏi là chị có thời gian không? Nếu chị rảnh em có thể mời chị một bữa không? Không cần cảm ơn tôi. Người muốn giữ cô lại không phải tôi. Thế thì là ai? Cô nghĩ là ai được? Đầu óc như cô, sao lại vào được phòng thí nghiệm của bọn tôi nhỉ? Để giữ cô ở lại, Tư Vũ Hà đang phải nợ tôi một bộ hệ thống chăn nuôi tự động nhận diện khuôn mặt chuột. Không những thế, cô ấy còn hứa sẽ làm giúp Hương Tùng Thụy một dự án, một ngày chạy qua chạy lại 3 phòng thí nghiệm. Vì cô mà phải vất vả thế đấy. Không phải đâu, làm gì có chuyện anh ấy giúp em chứ. Tôi ăn no rồi, còn lại cô tự đi hỏi đi. Nhắc nhở cô một câu, con người cậu ấy nhiều lúc là thế đấy. Ngoài miệng nói trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ. Có phải mình hiểu nhầm Tiêu Vũ Hà rồi không? Hình như anh ấy đâu có tệ như mình nghĩ. Đúng là càng ngày mình càng không hiểu nổi anh ấy.